màu. Đối với cá nhân này thì dùng cái từ là xến xến. Đi ngay từ phút giây đầu tiên đặt chân vào đây là Ngân muốn thử xem giới hạn, thử xem độ lì, sức khỏe và nỗi sợ của mình sẽ đến đâu. Theo Ngân coi hai Phượng thì Thanh Sói là một người kiểu như vậy thì chắc chắn là sẽ không có người thân gì ngoài đàn em của mình rồi. Thì để có thể đứng ở một vị trí như vậy thì trước tiên bản thân mình phải lạnh lùng và cảm thấy thực sự có một cái gì đó khuyết ở trong này đã. Ở cái mảng hành động thì Thanh là không tốt. Lúc đầu rất là nhát đòn ấy. Nhưng mà lúc sau thì anh kêu mấy anh cứ đập thiệt đi. Đánh thiệt đi, siết cổ thiệt đi cho nó có cảm giác thật ấy. Tại vì thật sự cái khoảng thời gian mình đi tập không nhiều bằng các bạn. Ngân bị gặp vấn đề về sức khỏe, mất hết 10 ngày. Xong rồi vừa ra khỏi viện là bà ngoại nhập viện, phải lại vào bệnh viện. Đấy, nên hầu như là Ngân chỉ tập final được có 3 buổi. Tiếc nuối là vì mình không dành được nhiều thời gian hơn thôi. Nhưng thực sự bản thân Ngân điều gì đã làm rồi thì Ngân cảm thấy không hối tiếc. Cái bài học được đây nhất mà chị Ngân dạy là sense of memory. Cái điều đó nên là làm cho Ngân suy nghĩ rất là nhiều. Và thực sự Ngân rất là nếu ngày hôm nay kết quả không như Ngân muốn thì đó thực sự là một bài học đáng nha, rất đáng nha. Sau những cái pha hành khó có thể học được. Trước giờ Thảo làm thì cái phần lớn thời gian Thảo làm bên các cái đơn cho nên ít tiếp xúc với cái diễn xuất, rồi mình cảm thấy cái mình không tốt, càng ngày mình càng thấy mình bị nhát ra. Đầu là Thảo khá rụt rè, Thảo không dám thể hiện cái tính cách của nhân vật một cách rõ ràng. Sau 4 buổi thì chị cảm thấy Thảo tốt hơn. Thảo bị nhát, không tự tin. Sau 4 buổi này Thảo thấy Thảo tự tin rất nhiều. Làm thì chị có làm thôi. Ông bị cướp trắng trợn, ông vẫn ngủ được sao? Và còn nữa, ngay cái chỗ này, tôi còn có thể phát hiện ra thì ông Dũng có thể đến đây ngay lập tức. Thì bắt đầu action một phát, thì Thảo khác. Khi mình coi những thước phim hành động á, thì mình thấy mình thích được trở thành diễn viên hành động. Đã biết về hành động và theo đuổi nó 5 năm rồi. Thảo nghĩ rằng đó là thế mạnh lớn nhất. Toàn tâm toàn lực để chuẩn bị cho cơ hội lần này. Mọi người biết đến với Thảo bởi là các cái nơi nhiều hơn là diễn viên. Công việc đó thì nó vất vả, nó nguy hiểm. Mà Thảo cũng không làm gì nữa. Nếu Thảo không làm gì nữa thì Thảo sẽ ngừng một thời gian để Thảo ổn định kinh tế của mình, công việc của mình. Anh là một người rất là xinh đẹp, dễ thương. Nhưng mà thực sự khi Hà Anh đánh là anh đánh rất là tốt. Nhìn như vậy thực sự là một người rất là thông minh. Vào cái lúc mà mình hơi tách biệt với mọi người vào một cái phòng khác thì lúc đó là mình học tập lại. Mình múa tay quơ chân trong rất là nhiều. Mình phải nhớ những lời mà mọi người đã nói là em phải diễn chỗ này, em phải đấm mạnh hơn, em phải đá mạnh hơn. Và lúc đó là lúc mà mình nạp hết những cái thứ đó vào đầu mình để mình cho ra một bài diễn tốt nhất. Những cái pha hành động rất là nhanh. Xung quanh cái chủ thể của mình thì có rất là nhiều anh chị cascader khác.
Nếu mà mình diễn quá lâu, mọi người sẽ bị mất cái gì đó. Thì chính vì vậy mà khi mà mình tập á, mình sẽ chú ý vào những cái nơi mà máy có thể dừng lại lâu nhất để mình phải diễn là đau cỡ nào. Như lời chị Vân nói thì chúng ta tập rất nhiều và chúng ta chỉ có chừng đó giây để thể hiện. À, là thí sinh đầu tiên cho nên có cái sự áp lực rất là lớn. Sau cái phần té từ trên độ cao xuống thì anh đã bình tĩnh, anh bắt đầu làm chủ được tình hình. Nỗ lực, cố gắng hết mình để đầu óc mình thoải mái, mình có thể làm nó một cách tốt nhất. Chắc chắn sự cạnh tranh là điều sẽ không thể nào mà tránh khỏi. Không biết là mình có thể làm tốt hơn người ta được không? Và những cái điều đó sẽ khiến cho mình phân vân một chút. Khi mà mình tham gia vào cuộc thử thách này thì mình muốn làm thật nhất, tốt nhất, ngay cả trong lúc tập. Đối với tôi, mình là những thí sinh mà tôi thấy tiến bộ rõ ràng. Từ những dòng ngoài so đến ngày hôm nay, và cái sự thông minh của cô quyết định mọi cái hành động. Nếu mà để tự đánh giá thì mình sẽ nghĩ là mình nằm trong top đầu. Biết rằng là mình yếu ở đâu thì mình phải nắn và rèn luyện từ từ. Ví dụ như những ngày đầu á, vào một đánh á, mình được mọi người quay phim lại để cho xem thì thấy rằng là tôi múa chứ tôi đâu có đánh võ đâu, rồi thì cố gắng từng ngày một nói với bản thân mình, nói với tâm trí của mình là về phải gò lại, phải làm mọi thứ đúng, chuẩn